Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Yêu yêu tay của nàng. Độc đáng sợ thật. Đây chính là mục tiêu lần này thánh tộc ra quân ô ạt sao? Thì gia nhập thánh trở thành thiên chủ có thể thay đổi một vài chuyện gì đó. Kết quả ta hoàn toàn bị xem là chỗ sơ hở lớn nhất dùng để công kích yêu yêu. Thật đúng là vô cùng nực cười. Đừng phủ nhận thành tựu của ngươi. Nếu như đến nay cả ngươi đều không có tự tin, vậy thì chư thiên thánh giả e rằng chỉ có thể hổ thẹn tự thiêu thánh liên rồi. Yêu yêu, Đế Long Cổ Tôn, Xích Cơ Cổ Tôn, Kim La Cổ Tôn, bái kiến đệ tam thần. Không biết đệ tam thần bây giờ tình hình thế nào rồi. Đây là một đạo thí thần độc. Năm đó thánh thần bị thương nặng ngủ đông, nó đem ý chí tổ long trong cơ thể ép ra ngoài, luyện hóa thành tuyệt thần chú độc này. Nó muốn dùng chú độc này để kéo dài bước đi của ta, sau đó đi trước ta một bước, hoàn toàn thức tỉnh. Không biết đệ tam thần tiếp theo có dự định gì. Nếu như đã quay về Thương Huyền Thiên, vậy thì sẽ dừng lại ở đây một chút. Ta cũng muốn cùng với Chu Nguyên về thành Đại Chu xem thử. Đây là chuyện đương nhiên. Không biết đệ tam thần có thể lấy một ít độc ý. Chúng ta có thể nghiên cứu làm thế nào để hóa giải. Chu Nguyên, nếu đệ tam thần có tình hình gì, hy vọng ngươi có thể liên hệ với chúng ta ngay đầu tiên. Muốn đi thành Đại Chu xem không? Ừm, thiên chủ của Thương Huyền Thiên. Ngươi đây cũng xem là áo gấm về làng rồi đúng không? Thôi bỏ đi. Nếu như được lựa chọn, ta chỉ muốn làm Thái Bình Điện Hạ. Suýt chút nữa thì quên mất tên này. Ngươi là tên ỷ mạnh hiếp yếu. Cũng không phải là ta nhốt ngươi. Nhìn ta làm cái gì? Ta biết ngươi đang thấy có gì kỳ lạ. Yêu yêu nàng ấy, phụt, yêu yêu của bây giờ càng giống như một người, chứ không phải là loại thần linh không ăn khói lửa. Đi thôi, ta sẽ đưa nàng về thành Đại Chu. Hỗn loạn của Thương Huyền Thiên cuối cùng cũng đã triệt để kết thúc rồi. Mà trong trận đại chiến này, Chu Nguyên Thiên Chủ tân nhiệm cũng xem là đi sâu vào trong lòng của vô số sinh linh Thương Huyền Thiên. Thành Đại Chu, Vương Cung, yêu yêu, nếu như có thể được lựa chọn, ta thà là không cần vị trí Thiên Chủ này. Ta chỉ muốn làm Thái Bình Điện Hạ, sau đó cưới nàng làm vương phi của ta. Chu Kình, Tần Ngọc cũng sớm đã nhìn thấu được tâm tư của con trai. Để phụ vương giúp con, giúp con lên tiếng cưới vương phi thế nào? Chuyện này cần một thời cơ thích hợp. Trong thiên địa cung của Vương Cung, Minh Thủ thật đúng là nhàn rỗi. Vì chuyện của Thương Huyền Minh chúng ta bận đến mức sứt đầu mẻ chán. Vất vả cho mấy vị rồi. Ta cũng có một vài chuyện muốn thương lượng với mọi người. Đại chiến của Thương Huyền Thiên, mặc dù chúng ta may mắn chiến thắng, nhưng thánh thần sắp thức tỉnh. Nếu như không mạnh lên, chung quy cũng thua. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Không biết thiên chủ có dự định gì? Ta muốn tạo thành